Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang ở chỗ này gọi là ngã tư, một đường đi vào Cầu Sơn này. Chỗ này người ta kinh doanh buôn bán, chỗ này nó là một cái chợ, kiểu như là một cái chợ, gọi là cái phố. Trước mặt đi một đoạn nữa là trường cấp 3. Và tôi muốn chia sẻ cho anh em cái lô đất để cho anh em có thể là tham khảo để đầu tư, hay là chúng ta có thể là định giá được về cái khu đất này. Đấy, đối diện ở đây ấy, thì anh em thấy là nó là công ty, trước nó gọi là kho 3. Đấy, và ở cạnh đây nó là công ty Mali. Anh em nhìn thấy đây này. Đấy, khu vực này là công ty Mali. Công ty Mali này thì cũng khá nhiều công nhân. Rồi thì T602, rất là nhiều người ở khu vực này người ta đã xây nhà trọ ở trong dân ấy. Thì ở đây là nhà trọ mà có điều hòa, thì người ta cho thuê là từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2 một phòng. Và ở đây thì rất là nhiều người ta thuê, bởi vì khu vực này nó là khu cụm công nghiệp Nam Thái Nguyên. Đấy, cho nên là nó rất là nhiều nhà máy. Dưới dịch bên dưới này là nhà máy Mali, rồi thì nhà máy Bright, rồi NOV trước đây. Rất là nhiều các nhà máy nhựa, nhà máy nhựa nhiều lắm. Cho nên là cái khu vực này là cũng rất là nhiều người chọn. Ở đây thì kinh doanh buôn bán là một số người ta kinh doanh buôn bán như nhà hàng, rồi thì các cái quán sửa xe, sửa xiếc các thứ là cũng khá là đông. Ở cạnh đây nữa thì có một cái gọi là cái phòng thuế. Đây gọi là chi cục thuế. Đấy, đây quản lý thị trường. Đấy, khu vực này. Còn một số các cái dự án ở khu vực này thì bên cạnh cái chỗ T602 này thì có những cái dự án cũng đang san lấp và đền bù rồi. Đấy, còn với bên tay phải này này, tí nữa vào cái khu vực mà của cái nô đất ấy, thì nó cũng đều là dự án đô thị. Đấy, và nó được quy hoạch là dự án rồi. Cái đường vào đây chúng ta sẽ phải rẽ vào đây, đi vào trong cái nhà nghỉ này thì chúng ta mới thấy được. Đây, ở ngoài thì đường quốc lộ 3. Đấy, khu vực này là địa phận của Tân Hương. Đây, từ ngoài mặt đường này mà đi vào đến cái lộ đất thì nó chỉ rơi vào có khoảng độ 100 mét thôi. Đấy, qua mấy cái nhà này cái là đến luôn. Đấy, nên là cái lô đất này là một trong những cái lô đất rất là đẹp. Mà bên cạnh cái lô đất này thì nó là cả cái công ty. Đây, công ty Mali thì nó ở ngay bên rìa này một tí này. Đấy, qua cái nhà văn hóa này là đến công ty Mali. Đấy, rồi dự án khu dân cư, khu đô thị đấy, của Tân Hương là nó nằm ở sau mấy cái nhà này. Đấy, tức là cái con đường này là con đường vào các dự án, nó là những cái con đường huyết mạch rồi. Mà cái đường này nó là đường thông thủy đi vào trong ủy ban xã. Đấy, cái lô đất thì chúng ta thấy là đây, cái lô đất trước mặt này này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, cái lô đất nằm đúng ngã ba hai mặt tiền này này, đối diện đây, anh em nhìn thấy chưa? Đúng đối diện luôn, nó hơn 200 mét, đất phun thổ cư hai mặt tiền. Một cái mặt đằng trước này nó rơi vào 17, hơn 17 mét, mặt đằng sau này nó rơi vào khoảng độ hơn 20 mét. Đấy, đây, anh em nhìn thấy đây chưa? Đấy, như này là anh em thấy là nó rất là rõ, đúng không ạ? Đây, để mình bỏ cái này ra, anh check cho anh em. Đây, đây cái lô đất đây này. Cái lô này là trước là nó hơn 500 mét, thế nhưng mà người ta cắt ra người ta để ở, còn lại là người ta bán. Đấy, đây đường, một đường này này, một đường đi vào trong này là đi vào trong các hộ dân trong này, một đường là đi sang bên này. Đấy, nó ở ngã ba này có thể kinh doanh tốt luôn, ngày mai làm quán bia, quán nhậu, cắt tóc gội đầu ở đây cũng rất là tuyệt vời. Đấy, đi vào trong này là thông thủy luôn, mình có thể là đi ngược lên Tân Hương vào trong ủy ban được. Đấy, cho nên là cái vị trí này cũng là một trong những cái vị trí rất là tiềm năng đắc địa. Đấy, giá thành thì khá là rẻ, anh em có thể là liên hệ trực tiếp, bởi vì khu vực này là đây này, như cái lô đất này trước người ta chia ra đây này. Đấy, như lô đất này là người ta bán 8,5 triệu một mét. Đấy, nó đắt kinh khủng luôn. Thế nhưng mà cái lô đất ở bên ngoài cái nó đẹp hơn, nhưng giá của nó lại còn rẻ hơn. Đấy, đường này cũng thông thủy này, đường này thì cũng thông thủy này, có thể là mình đi ra đường này luôn được này. Đấy,
Đây mình có thể là lướt qua cái đường này cho anh em xem. Đấy ô tô đi kìa. Đấy, mình có thể là thông thủy cho anh em xem cái đường này. Đấy. Còn ngoài kia là đường quốc độ 3 thì anh em vừa vào thì biết rồi, đúng không ạ? Cái đường này cũng là đường rất là to, ô tô vẫn có thể tránh nhau được. Nhưng anh em nhìn thấy ở đây thì cũng đã lắm rồi, đúng không ạ? Khu vực này thì thực sự nó cũng là một khu vực cực kỳ tiềm năng. Đấy. Anh em thấy chưa? Đấy. Các cái hộ dân ở đây anh em nhìn này, người ta cũng quây hết đây này. Đấy. Bên cạnh này ấy, là nó có một cái con đường vành đai 2. Đây nó sẽ nằm ở vị trí chỗ này này. Theo như bản đồ là nó sẽ ở vị trí ngay đây này. Đấy, là con đường vành đai 2, nó đi qua cái khu vực này. Đấy, còn lên trên này là cái con đường gọi là đường vào trong ủy ban Tân Hương ấy, nó gọi là mình đang không nhớ. Đây anh em thấy chưa, khi ra đây anh em nhìn thấy này. Đấy. Tí nữa mình sẽ nhớ con đường này mình sẽ nói. Đây đấy anh em nhìn thấy chưa, đây người ta kinh doanh buôn bán này. Đấy, thuận lợi chưa? Đấy, anh em nhìn thấy đây là biết rồi, cực kỳ thuận lợi luôn, đúng không ạ? Đấy, ra đến kia lại đường quốc độ 3, tức là nó vòng vèo con đường nó rất là thuận luôn. Đây là đường Phạm Tu, đúng rồi. Mình cứ nhiều đường đi quá đâm ra là cứ hay không nhớ. Đường này đường Phạm Tu, đường đi vào trong ủy ban phường Tân Hương. Con đường này ở ngoài mặt đường này của nó là toàn 2 tỷ một lô đấy. Giá của nó kinh điển luôn. Còn bên ngoài này của nó thì ngoài đường mặt đường quốc lộ này thì nó rơi vào khoảng độ 40 triệu một mét. Đấy, khu vực này này 40 triệu một mét. Tức là nó khá là mắc, bởi vì đây nó là khu vực của lõi của thành phố rồi. Thành phố Phổ Yên nó đây nó là lõi. Đấy, khu vực này nó là lõi của thành phố đấy. Nhiều người nhìn như này thôi không nắm bắt được về cái bản đồ của thành phố, cho nên là cũng chưa nhận biết được hết. Nhưng đây chính là lõi của thành phố, bởi vì tất cả cái khu vực này là khu vực giáp danh với này quảng trường. Đấy, từ đây mà lên quảng trường nó chỉ còn có một đoạn nữa thôi. Đây là người ta xây dựng nhà hàng nhà hiếc này, người ta đón thành phố mới. Đấy, còn những cái chỗ này là cho thuê kinh điển lên, toàn các công ty của Hàn Quốc, Hàn Kia các thứ là người ta làm kho, làm bãi. Đấy, rồi thì người ta làm công ty ở đấy. Chúng ta có thể thấy được rằng là nếu chúng ta mà đi, chúng ta nhìn bằng mắt thường ấy, thì những cái con đường mà nó như thế này thì là nó rất là bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó đang là một trong những cái sự phát triển cực kỳ kinh khủng, mà có lẽ rằng nếu nhìn mắt thường thì chúng ta sẽ không phát hiện được. Thế nhưng mà chúng ta mà lên cái bản đồ quy hoạch thì chúng ta mới thấy được. Đấy. Tất cả các cái khu vực này nó đều bị quy hoạch, chủ yếu là bị quy hoạch. Bởi vì lõi của trung tâm thành phố nó nằm hết ở khu vực này. Đấy. Đấy. Cho nên là anh em cứ đẩy thì anh em mới biết được. Vị trí này là vị trí của Nam Tiến rồi. Thì anh em biết là Nam Tiến là thành phố rồi. Thành phố Phổ Yên nó nằm vào địa phận của đất của Nam Tiến. Đấy, của phường Nam Tiến. Cho nên là phường Nam Tiến với phường Tân Hương thì nó giáp danh với nhau. Thế cho nên là anh em biết là nó sẽ là một trong những cái trọng điểm để mà phát triển. Cho nên là cái giá đất ở những cái khu vực ngoại của trung tâm thành phố nó cũng không phải là rẻ như là ở trong Phúc Thuận hay là ở Thành Công hay là ở bên Tiên Phong chẳng hạn như vậy. Đấy. Nó sẽ giá của nó sẽ cao. Cái lúc mà đỉnh điểm ấy thì mình cũng không muốn nhắc nhiều về cái đỉnh điểm, bởi vì đỉnh điểm thì anh em cũng thừa biết là nó lên như nào rồi. Thế nhưng bây giờ nó cũng hạ xuống ở cái giá đáy rồi, cho nên là về cái việc mà anh em đầu tư về bất động sản thì cũng nghiên cứu cái mảnh vừa nãy của mình chia sẻ là một cái mặt là hơn 17 mét, một mặt thì hơn 20 mét. Đấy, nó chéo chéo như hình tam giác, bởi vì nó nằm ở cái vị trí ngã ba. Tức là cái vị trí ngã ba đấy thì nó lại là cái vị trí mà tẽ sang hai con đường. Thế anh em vừa nãy anh em nhìn thấy rồi. Nhưng mà nó full thổ cư, nó hơn 200, nó 220
44m là full thổ cư như vậy. Thế cho nên là chúng ta có thể là thấy được rằng là như cái lô đấy có thể chia được 2 lô. Đấy. Chia được 2 lô cũng ok. Đấy. Còn nếu không thì chúng ta xây theo cái kiểu là nhà hàng hay là xây theo kiểu nhà vườn cũng rất là ok, bởi vì cái vị trí nó rất là đắc địa. À, tới đây là trung tâm của thành phố đấy. Anh em thấy quảng trường nó nằm ở cái đèn xanh đèn đỏ cái kìa, rẽ sang kìa. Đấy, nó ăn hết, ăn rất là sâu luôn. Cho nên là đây là một trong những cái video thì mình muốn chia sẻ cho anh em, để cho anh em thấy được rằng là nó trong vòng có mấy phút thôi nhưng mà sự phát triển nó cũng sẽ thấy là rất là rõ ở cái vấn đề là cái vị trí của cái lô đất đấy. Khi mà đi một tẹo là đến quảng trường rồi thì ra những cái khu vực nó kinh doanh buôn bán, đúng không ạ? Còn cái đường rẽ vào đây này là đường mà đi vào khu công nghiệp Samsung, rồi đi đường này là vành đai 5 của đường sang Phú Bình, sang Bắc Giang. Đấy, cái con đường này nó vừa mới quy hoạch, nó mở rộng hết sang hai bên này này. Đấy, những cái nhà như các thứ này là nó đều mở rộng. Đấy, thế cho nên là đây cũng là một trong những cái sự phát triển về thành phố Phổ Yên. Mình cũng rất là mong muốn là chia sẻ để cho anh em nắm được, để cho anh em có những cái cơ hội đầu tư về bất động sản, để nắm bắt được những cái lô đất mà có thể là đầu tư được, đúng không ạ? Cảm ơn anh em rất là nhiều.